Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Đại học Y Dược Cần Thơ, cậu tân sinh viên nghèo đã phải vừa mừng vừa tủi. Học kỳ 1 là em đã đóng vô khoảng 17 triệu mấy rồi. Khoản tiền nó khá là lớn so với gia đình đó. Cha bỏ tính đến nay là cũng khoảng 13 năm rồi. Nên là mọi thứ lo này nọ là mẹ phải lo hết luôn. Nhưng nghịch cảnh đã tạo thêm sức mạnh cho hai mẹ con. Mình không có tiền bạc vàng dòng đất đai cho nó, rồi thì giờ mình lo cho nó bằng cái chữ. Gán học để sao ra trường sớm, sau này mẹ đỡ lo hay không. Trân quý trước nghị lực vượt khó vươn lên của em Trần Quốc Khánh, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đã đến đây để trao cho em suất học bổng đặc biệt. Cậu mong cho con nó học giỏi rằng thành tài. Con nói là lấy mẹ nhiều lớp. Thắp Sáng Niềm Tin, 16 giờ 40 phút thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2023, trên kênh truyền hình 951. Kính mời quý khán giả đón xem.